trong tính đến năm 11 tức là đó khoảng 22.000 tỷ đồng, tức là hơn 1 tỷ đô la đầu tư vào các ngành khác không phải cái sứ mệnh của mình. Ví dụ như là ông đầu tư về thương mại, đầu tư về viễn thông thì ông lại đi xây khách sạn, ông ngành điện thì ông lại đi nhảy sang làm điện thoại chẳng hạn như thế, thì đó thì gọi là cái đầu tư ngoài ngành. Thế thì việc tái cấu trúc lại các cái doanh nghiệp, các tập đoàn lớn của nhà nước để làm sao cho nó làm thực hiện đúng sứ mệnh, thực hiện đúng được cái vị trí vai trò là chủ đạo trong một cái ngành nào đó, đưa một cái ngành nào đó nó vượt qua được cái khó khăn, nó tiến lên, thì đó là một cái bài học, một cái nhiệm vụ cực kỳ lớn hiện nay. Và liệu chúng ta có làm được hay không thì đó còn là một vấn đề, nhưng mà hiện nay chúng ta cũng đúng là cố gắng làm thế nào đó để sắp xếp lại các cái doanh nghiệp nhà nước này. À, nhiệm vụ của chính phủ hiện nay là vừa là cổ phần hóa, vừa là sắp xếp lại, vừa là tái cấu trúc để làm sao cho các cái doanh nghiệp nhà nước có thể là đứng vững được, và có thể là những cái doanh nghiệp mà đáng có thể là cần trong nền kinh tế thì phát huy được vai trò của nó. Có một vấn đề là hiện nay chính phủ giao cái đề án, giao nhiệm vụ cho tất cả các tập đoàn, các doanh nghiệp, các công ty là tự đề xuất cái xây dựng cái đề án tái cấu trúc. Đây là một cái điều có thể là hợp lý về mặt logic, nói rằng là để phát triển thì anh phải tự đề xuất ra tái cấu trúc, nhưng mà không ai tự cắt cái thịt của bản thân mình, không ai tự gọi là tự xử lý mình, đó là một cái khó. Cho nên cái quá trình mà gọi là tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước hiện nay phải nói là rất chậm. Chính phủ ra những cái quyết định là phải trong năm nay phải tái cấu trúc bao nhiêu phần trăm các doanh nghiệp nhà nước, phải sắp xếp lại vân vân, nhưng mà cái quá trình này phải nói rằng là không chính chắc, bởi vì có lẽ là tính kiên quyết trong cái sự điều hành của chính phủ cũng chưa cao, cái công cụ hiệu lực để thực hiện bắt buộc các doanh nghiệp tái cấu trúc cũng chậm, và bản thân các doanh nghiệp phải nói rằng là tôi thì tôi cho rằng là không có khả năng tự mình tái cấu trúc, họ vẫn còn vướng rất nhiều ở trong những cái mối dây lợi ích của bản thân mình, và bản thân vì lợi ích cho nên người ta không thể nào tự mình mà tự tôi xin từ bỏ cái chức giám đốc của tôi, hay tự tôi xin chuyển, tôi đang là trước đây tôi học kế toán và bây giờ tôi làm giám đốc thì tôi lại xin về làm kế toán, chắc không ai làm như thế. Cho nên là đây cái đề án về tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước đó là cái vấn đề. Cái điểm thứ hai nữa là một điểm nữa trong tái cấu trúc của nhà nước là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Như tôi đã nói, ngân hàng là một cái lĩnh vực mà nó như là một cái quả tim mà bơm các cái máu cho cái toàn bộ nền kinh tế. Nền kinh tế mà không có tiền thì nền kinh tế không hoạt động được. Nền kinh tế mà có cái tiền nhưng mà nó lại bị đắp ở đâu đó thì nó gây phù nề và một phần bộ phận và lại gây hủy hoại thương ở các bộ phận khác. Cho nên là một nền kinh tế phải có một hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động tốt. Thế nhưng mà hệ thống ngân hàng của chúng ta vừa rồi thì lại hoạt động không tốt. Chúng ta có 80 ngân hàng lớn nhỏ, trong đó mấy ngân hàng lớn, rất lớn. Thì vì cái sự tăng trưởng nóng, cho nên là trong thời gian vừa rồi, cái quỹ tín dụng của hệ thống ngân hàng đã tăng lên rất nhanh. Nếu mà so sánh trên biểu đồ này, ta thấy rằng là cái hệ thống tín dụng của Việt Nam, nó là cái đường đỏ này. Nó vươn lên, nó cao, nó tăng vọt lên so với rất nhiều nước trên thế giới. Nếu mà nền kinh tế hoạt động bình thường thì hệ thống tín dụng nó cũng hoạt động bình thường, và nó đều đều nó tăng trưởng thôi. Nhưng cái tín dụng của Việt Nam tăng lên rất cao, đó là bởi vì những cơn sốt về chứng khoán, đặc biệt là những cơn sốt về bất động sản. Và chỉ cần là bất động sản nó bị sụp đổ, một cái nền kinh tế bong bóng nó dừng lại, thì lập tức là cái hệ thống ngân hàng cũng đã trở thành cái hệ thống tín dụng, trở thành hệ thống nợ xấu. Cái tỷ trọng nợ xấu của toàn hệ thống mà theo thống kê của rất nhiều cơ quan khác nhau thì khác nhau, bởi vì nó khó. Nhưng mà có thể nói chung là từ khoảng 3% là loại thấp cho đến 90% là loại cao. Thế thì năm 2012 thì chính phủ báo cáo là nó khoảng 8%, đến năm nay thì nói rằng là nó khoảng 4%. Đấy. Và trong các cái ngân hàng này thì phải nói là khối ngân hàng thương mại nhà nước chiếm tới một nửa cái nợ xấu này. Nó có lý do là bởi vì các ông ngân hàng nhà nước là những ông ngân hàng nhiều tiền rất là lớn. Thứ hai nữa, các ông ngân hàng nhà nước thì bơm vào cho các cái doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước lớn, riêng như ví dụ Vinasin này hả, nợ xấu của ông là 80 tỷ đồng, 80.000 tỷ đồng,
85 tỷ đồng tức là 4 tỷ đô la, đó chính là nợ xấu. Khi mà các cái hợp đồng đóng tàu của anh bị ngừng trệ do khủng hoảng kinh tế thì lập tức nó trở thành nợ xấu, và vì vậy mà các ngân hàng cũng chịu cái nợ xấu này. Một khi mà nợ xấu các doanh nghiệp không trả được thì các ngân hàng cũng đâm ra là không hoạt động được, và đó là một cái điểm mà một cái ách tắc rất lớn trong nền kinh tế. Và với một cái khối lượng tín dụng rất lớn như thế, tức là cái khối tiền đấy nó đang ở những cái công trình mà không phát huy, nó là những cái khối nhà mà không đưa vào sử dụng, nó là những cái bãi đất hoang đáng lý để trở thành khu công nghiệp, đáng lý để trở thành doanh nghiệp, thế nhưng nó nằm đấy, nó là những cái hệ thống máy móc mua về nhưng không được đưa vào sử dụng, thì tất cả những cái thứ đó được gọi là nợ xấu. Thế thì riêng cái nợ động bất động sản của chúng ta là đã rất lớn, và chúng ta hiện nay đang gặp cái vấn đề là các nhà xây xong thì không bán được, và vì vậy các nhà đầu tư thì đều là nằm trong tình trạng không trả nợ ngân hàng, và với cái tỷ lệ lãi suất hàng tháng lên tới mấy phần trăm thì không ai có thể là bù đắp được cái nợ này. Đấy, đó chính gọi là nợ xấu, và chúng ta đã gặp một cái khối nợ gọi là cục máu đông cho nền kinh tế rất là lớn, mà không làm tan cái cục máu đông này thì nền kinh tế sẽ không hoạt động tốt được. Chúng ta đã ví dụ như là nói trong cái lĩnh vực bất động sản, ở bất cứ nơi đâu trong vòng một chục năm gần đây thì đều thấy rằng là chúng ta quy hoạch những cái đô thị cực lớn, những đô thị mang tên nước ngoài rất là hay ho, thậm chí là có những đô thị gọi là giấc mơ này giấc mơ kia. Đấy. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta không được cái gì, đó là những bãi đất hoang, đó là những khối nhà mà xây xong, đó thậm chí cả là những khối nhà bỏ hoang, thậm chí là rất đẹp nhưng bỏ hoang bởi vì không ai mua, và thế giới người ta gọi đó là cái nền kinh tế bong bóng của bất động sản. Bong bóng bất động sản là khi mà người ta tự tạo nên một cái nhu cầu rất là cao, tưởng là cao, rồi người ta đổ tiền vào, người ta thổi cái nền kinh tế bất động sản nó lên, nó xây dựng rất nhiều, nó phát triển rất nhiều, tưởng rằng nó tăng cái tỷ lệ GDP rất nhiều, nhưng đến lúc mà nó không mua được, không bán được thì nó lại trở thành trung đô, và chỉ cần cái bong bóng nó nổ thì nó sẽ gây khủng hoảng toàn hệ thống. Thì cái khủng hoảng năm 2008 ở Mỹ chính là cái khủng hoảng về bất động sản, về nhà ở, thì chúng ta hiện nay cũng khủng hoảng như vậy, không khác gì đối với bất động sản. Cái tương tự như vậy thì cái khủng hoảng về thị trường chứng khoán cũng vậy, có một thời kỳ chúng ta cũng xô nhau đổ xô nhau bỏ tiền mua chứng khoán, rất nhiều người trong số này, trong số các bạn bè của tôi đã thiệt hại hàng tỷ đồng. Đấy. Và chúng ta cũng gặp cái bong bóng như thế, và hiện nay thì nợ xấu ngân hàng đã có nhiều biện pháp xử lý. Trước hết là ngân hàng và doanh nghiệp phải tự hợp tác với nhau làm thế nào để giảm cái nợ xấu đi, rồi phải mua bán nợ, rồi phải thành lập nên những cái công ty mua bán nợ, vân vân. Thì đây là một cái biện pháp mà phải nói rằng là đang như thế này, nhưng mà phải nói tốc độ cũng chậm. Hay là nếu các anh các chị học về tài chính thì sẽ thấy rằng là cái vấn đề sở hữu chéo trong ngân hàng nó cũng là một vấn đề, tức là ông ngân hàng này dùng tiền vay của ông ngân hàng khác rồi lại đi mua cái cổ phần của ngân hàng thứ ba, vân vân và vân vân, tức là nó tạo nên một cái mối quan hệ sở hữu chéo mà số tiền là ảo, số tiền không thực, và với cái số tiền đó thì nó bơm cái hệ thống ngân hàng lên tưởng là rất to, nhưng mà cái quỹ thật của nó, cái máu thật của nó thì lại không nhiều. Cho nên rằng là cái sở hữu chéo này nó cũng tạo một sự hỗn loạn trong nền kinh tế, và tái cơ cấu nó cũng là một cái vấn đề mà hiện nay chúng ta đang phải đặt ra. Đề án tái cơ cấu cũng nêu lên rất nhiều cái biện pháp, nhưng mà cũng còn khó khăn ở cái chỗ chúng ta xử lý nợ xấu là quá lớn trong nợ, và các ngân hàng hiện nay đang bàn cách là sáp nhập cái ngân hàng yếu kém vào ngân hàng mạnh. Nhưng mà xử lý cái nợ đó, nếu mà anh sáp nhập thì anh chỉ chuyển cái này sang cái kia mà thôi, chứ anh không thể nào anh tạo nên một sự tăng trưởng thực sự được. Đó là cái câu hỏi, cái vấn đề mà chúng ta đang làm, và đang làm trong cái triển vọng trung hạn, tức là chừng khoảng 5 năm tới, tức là phải tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu ngân hàng, tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Thế nhưng mà nói về chuyển đổi mô hình tăng trưởng thì nó lại phải là vấn đề lâu dài. Cả một cái mô hình tăng trưởng như tôi trình bày ban đầu là nó rất là lạc hậu, nó rất là yếu kém, nó rất là nhiều mô mất cân đối, thì để đảo lộn nó, để có một cuộc cải cách có lẽ là phải mất thời gian hàng chục năm. Trong cái thời kỳ đổi mới từ lần đầu tiên, từ khoảng những năm 80
là chúng ta phải tiến hành tận cho tới những năm cuối những năm 90 thì mới thực hiện được. Tức là quá trình đổi mới nó phải diễn ra trong khoảng 20 năm. Mà cái hệ thống kế hoạch hóa tập trung nó vẫn còn rơi rớt và hiện nay nó vẫn còn mạnh. Thế thì để chuyển động cái nền kinh tế mà từ cái chỗ là công nghiệp hóa theo chiều rộng như vậy, tiêu tốn như vậy, sang một cái nền kinh tế trí thức, sang một cái nền kinh tế công nghệ cao, thì chắc chắn nó cũng phải đòi hỏi rất nhiều thời gian, không thể nhanh được. Và đó là nhiệm vụ của cái thế hệ sắp tới. Nói về chuyển đổi mô hình tăng trưởng thì phải nói thật rằng hiện nay những người lãnh đạo cũng như là những người mà có quan hiện nay cũng phải nói chưa có một cái tư duy rõ ràng chuyển đổi như thế nào. Thực ra nói về chuyện là chúng ta phải từ bỏ cái mô hình cũ để chuyển sang một cái mô hình hợp lý hơn, hiệu quả hơn thì ai cũng nói. Như tôi nói với các em ở đây cũng là ta phải chuyển từ một cái mô hình kém chất lượng sang chất lượng hơn, từ hiệu quả sang hiệu quả hơn, từ hiệu quả kém sang hiệu quả cao hơn. Nhưng mà rõ ràng là hiệu quả như thế nào, làm thế nào thì đó lại là một câu hỏi mà có lẽ tôi cho rằng hiện nay chưa có cái biện pháp xử lý. Các cái trụ cột chính của chúng ta ai cũng công nhận, tức là phải có những cái mô hình kinh tế và công nghệ dựa trên công nghệ kỹ thuật cao, phải dựa trên lao động có kỹ thuật, phải dựa trên chất xám, phải có liên kết quốc tế, phải thu hút được vừa là nguồn lực bên ngoài nữa, huy động nguồn lực bên trong, vân vân. Thì ai cũng đồng ý. Và cái bài học và cái câu chuyện mà nói chuyện hàng đầu, tức là phát triển bền vững, tức là kinh tế phải đảm bảo được xã hội tiến bộ, phải đảm bảo môi trường bảo vệ, thì ai cũng nói. Nhưng mà làm thế nào để làm nó? Cái hình hài của cái nền kinh tế tương lai như thế nào thì có lẽ chưa phải là đã thống nhất. Gần đây thì thế giới có một cái xu hướng là chuyển sang cái nền kinh tế xanh, ta gọi là tăng trưởng xanh. Tăng trưởng xanh có nghĩa là sự phát triển kinh tế bền vững, có nghĩa rằng là cái nền kinh tế đó tiêu tốn ít tài nguyên, nền kinh tế đó phải dựa nhiều vào chất xám, nền kinh tế đó phải dựa vào kỹ thuật cao, nền kinh tế đó phải dựa vào cái hiệu quả, hiệu suất lao động, nền kinh tế đó là phải kết hợp với lại cái công bằng xã hội, nền kinh tế đó là phải giúp cho cái quá trình là xóa đói giảm nghèo, và cái nền kinh tế đó là phải làm thế nào để chống biến đổi khí hậu cũng như bảo vệ môi trường sinh thái. Thế thì với tất cả những cái tiêu chuẩn đó thì ai cũng đồng ý. Ồ, hay quá, đó là một cái nền kinh tế mà chúng ta mơ ước, đó là cái giấc mơ, đó là cái điều mà chúng ta phải hướng tới. Đó. Và nếu mà nói theo cái tư duy như kiểu chúng ta từ xưa đến giờ thì có lẽ nó và chủ nghĩa cộng sản không khác gì nhau. Đó là một cái nền kinh tế mà tuyệt vời. Nhưng mà cái nền kinh tế đó chúng ta phải tiến tới như thế nào? Làm thế nào đó từ một cái nền kinh tế mà chúng ta tiêu tốn quá nhiều tài nguyên, mà người ta gọi đó là nền kinh tế nâu, tức là sử dụng những cái tài nguyên gây ô nhiễm, chuyển sang một nền kinh tế xanh, đảm bảo cho cái hành tinh này nó tốt đẹp hơn, thì là một cái nhiệm vụ mà chính phủ Việt Nam hiện nay cũng đồng ý. Có hai cái thách thức đối với lại các nước, không phải là chỉ thách thức của các nước chúng ta, các nước trên thế giới là như vậy. Vừa là phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế được, nhưng mà lại vừa phải đảm bảo là tiến bộ xã hội và môi trường sinh thái. Thì hai cái thách thức này nó đối mặt với tất cả các nước, và chúng ta nếu mà muốn là tiến tới nền kinh tế xanh cũng phải đối mặt. Tức là không chỉ là tuần túy bây giờ chúng ta chỉ nhằm vào lợi nhuận, chỉ nhằm vào phát triển kinh tế là lo tới cái nồi cơm làm sao chúng ta giàu hơn, mà còn tới cái công bằng xã hội, tới bảo vệ môi trường sinh thái. Thì trong cái nền kinh tế xanh đó, người ta nhấn mạnh tới chỗ là phải là đảm bảo cái năng lượng xanh, tức là phải tăng cường sử dụng các cái năng lượng tái tạo, giảm bớt những cái năng lượng gây ô nhiễm, khai thác tài nguyên. Thế rồi ví dụ như ở Việt Nam này các, chúng ta hoàn toàn có khả năng đó, chúng ta có khả năng là sử dụng một cái khối lượng sinh khối rất là lớn từ rơm rạ mà hàng ngày chúng ta đốt đi gây ô nhiễm môi trường, để biến thành năng lượng, để biến thành vật liệu xây dựng, để biến thành những cái thức ăn chăn nuôi, hay là để trở thành những cái nguyên liệu sản xuất nông, tăng cường tăng cái sản lượng cho nông dân. Thế thì với một cái nền kinh tế như thế thì chúng ta gọi là nền kinh tế xanh. Hay là với một cái hệ thống điện mà hiện có thì phải làm thế nào sử dụng tiết kiệm, phải sử dụng thông minh, phải phân phối nó và giảm thiểu các cái hao hụt. Trên thế giới người ta đầu tư rất nhiều vào những cái hệ thống năng lượng như vậy. Rồi không chỉ ở quy mô quốc gia, ở quy mô toàn ngành và ở quy mô từng hộ gia đình, người ta cũng có thể phát huy được những cái lợi thế đó.
rồi về giao thông thì cũng có cái gọi là bây giờ sẽ phát triển cái gọi là giao thông xanh. Giao thông xanh không có nghĩa chỉ là chúng ta sử dụng năng lượng xanh là đi xe đạp, mà giao thông xanh còn là hợp lý hóa toàn bộ cái hệ thống giao thông. Ở Việt Nam bây giờ chẳng hạn, chúng ta nói nhiều tới cái câu chuyện là đi bằng đường bộ hoặc là đường ô tô, nhưng mà trong lúc đường thủy và đường sắt là những cái hệ thống năng lượng rất là tốt, hệ thống hiệu quả cực kỳ về mặt kinh tế thì lại không phát triển. Đó là cái sự bất hợp lý. Tới 80% toàn bộ khối lượng vận tải hành khách và vận chuyển của chúng ta là bằng đường bộ, và để đường bộ thì chúng ta đầu tư rất nhiều, trong lúc đường thủy và đường sắt thì hầu như không được đầu tư bao nhiêu. Đó là sự bất hợp lý và phải tái cơ cấu. Và để xây dựng được cái tái cơ cấu trong ngành giao thông vận tải như thế thì nó đòi hỏi cái sự thay đổi tư duy rất lớn. Và ở Hàn Quốc chẳng hạn, đây là bức tranh nói về người ta làm thế nào để chuyển đổi ra được giao thông xanh. Từ những ô tô bình thường, người ta sử dụng ô tô line, đó tức là hybrid. Và ô tô line này thì sử dụng vừa xăng và vừa là điện hoặc là vừa năng lượng sinh học. Khi mà anh chạy bình thường thì tôi sử dụng điện, nhưng mà khi tôi hết điện hay là tôi chạy đường xa thì tôi phải chuyển sang là ô tô xăng. Thì đấy là một bước chuyển, và người ta khuyến khích những ai mà sử dụng ô tô hybrid tức là ô tô line thì người ta sẽ giảm giá, người ta sẽ có những biện pháp là tín dụng vân vân. Thì Việt Nam liệu chúng ta có những cái suy nghĩ như thế này không? Chẳng hạn như là nhà nước cũng đã đề ra là chúng ta sẽ sử dụng năng lượng xanh, tức là năng lượng sinh học. Cái năng lượng mà gọi là cái xăng E5 đấy, sắp tới nhà nước sẽ buộc là phải thực hiện. Tức là có 5% trong tổng cái lượng xăng mà chúng ta tiêu dùng sẽ là năng lượng sinh học. Tức là còn chế biến từ chủ yếu là từ sắn khô. Thì một số cái nhà máy đã chế biến cồn từ sắn khô hiện nay đã được xây dựng, nhưng hiện nay nó bí là bán không ai mua đấy, và mấy ông đó gần như sập tiệm. Nên đang hy vọng chờ đợi là nếu mà chính phủ thực sự đưa cái bắt buộc để sử dụng cái xăng E5 này vào thì như vậy họ sẽ có lợi. Và thực tế hiệu quả kinh tế của sử dụng xăng E5 là cao, cái giá thành của xăng E5 thấp hơn so với xăng bình thường. Cho nên trong tương lai chúng ta hy vọng là Việt Nam cũng sẽ có bước chuyển. Hay là ví dụ như là trên thế giới hiện nay người ta có phong trào đi xe đạp. Hội An vừa rồi là đi đầu trong cái việc là đi xe đạp. Trong nội đô cũng thành phố nhỏ nên phát huy cái lợi thế này. Và phải nói rằng là đây là một cái hành vi hay một cái giải pháp tuy nó rất nhỏ nhưng mà chính là cái giải pháp tiến tới một nền kinh tế sạch. Hay là đây chính là thành phố Hồ Chí Minh, phong trào đi xe đạp điện, đây là một đám cưới chẳng hạn như thế. Đi xe đạp điện cũng là sử dụng năng lượng tốt, nhưng mà nó phổ biến hay không thì nó còn phụ thuộc rất nhiều. Hay để xây dựng một cái nền kinh tế xanh thì các đô thị phải là các đô thị xanh, tức là ở đó người ta tiết kiệm năng lượng, người ta giao thông tốt, người ta thải ra ít chất thải. Thì ngành xây dựng phải nói là cái ngành mà đóng góp rất lớn vào trong việc phát thải nhà kính cũng như là vào rác ở trong các tòa nhà. Thì để có thể xây dựng các đô thị xanh thì phải có một cái cơ chế các tòa nhà lớn phải là tòa nhà xanh, tức là tiết kiệm năng lượng, rồi có hệ thống xử lý không khí, hệ thống xử lý năng lượng tốt và giao thông đô thị chẳng hạn. Và đây là một bức tranh nói về người ta xây dựng cái tòa nhà xanh ở thành phố Đài Loan. Và các nhà kiến trúc Việt Nam cũng có rất nhiều cái giải thưởng về kiến trúc xanh. Chỉ có điều rằng là ở Việt Nam để khuyến khích xây dựng những cái tòa nhà xanh như thế này hiện nay về mặt pháp luật cũng như về mặt các hệ thống gọi là khuyến khích còn rất là yếu. Đây là một hình ảnh có lẽ là mọi người nghĩ rằng là nước ngoài, nhưng trên thực tế là quy hoạch của thủ đô Hà Nội, một cái khu mà nó gần cái tòa nhà gọi là trung tâm hội nghị quốc gia. Chúng ta thấy rất nhiều cái diện tích xanh. Hà Nội trong tương lai cũng sẽ tuyên bố là mình sẽ có tới 18 m² rừng cây rồi cây xanh trên đường người. Tất nhiên là nếu mà với Hà Nội mở rộng như bây giờ chủ yếu là cánh đồng với lại rừng ở trên vùng núi thì cái tỷ lệ đó đạt được. Nhưng mà nếu mà cái tỷ lệ mà trung tâm thì chắc chắn là còn xa mới có thể là làm được thế này. Hay là đây cũng là một giải pháp xanh, ý tưởng của tòa nhà Hoa La Kèn mà do những cái kiến trúc sư Ý thiết kế ở Vũ Hán ở Trung Quốc. Đấy là một cái trung tâm năng lượng rất là lớn và toàn bộ tòa nhà này dựa vào cái năng lượng mặt trời hay là năng lượng gió. Tôi cũng muốn kể một cái câu chuyện rất là hay là ở Hàn Quốc.
nếu anh nào mà đi Hàn Quốc rồi đi đến Seoul thì sẽ thấy ở giữa thành phố có một cái con suối rất là xanh, trong đó là người ta bơm nước từ một cái nhà máy nước ở đâu đó bơm lên giữa thành phố để cho toàn bộ cái dòng suối này nó chảy. Trên thực tế thì dòng suối này nó chỉ xuất hiện cách đây chỉ khoảng chục năm. Trước đây ngày xưa nó vốn là một cái dòng sông, vốn là dòng suối, và như trên trên kia ban đầu này chúng ta sẽ thấy đây là vốn là dòng suối. Nhưng vào những năm sau chiến tranh từ năm 45 đến năm 50 thì nó bị ô nhiễm, nó bị những người dân di cư cắm cọc trên nhà ở. Nó giống hệt những cái cây nhiêu lộc của chúng ta vào những năm 75-80, cũng ô nhiễm, cũng hôi thối, cũng bẩn thỉu. Sau đó thì chính phủ Hàn Quốc mới biến toàn bộ cái dòng kênh này gọi là cống hoa, hay là biến nó thành đường quốc lộ, và nó trở thành cái con đường cao tốc hai chiều của thành phố. Thế nhưng mà đến năm 2005 thì cái ông tổng thống gì nhỉ, ông mới lên, ông Park gì đó, tôi quên mất tên, ông Park quên mất tên. Thì ông này trước đây là thị trưởng thành phố Seoul, thì ông này có một sáng kiến là thôi bây giờ thành phố rất là cần những cái diện tích xanh, cho nên là biến trở lại cái con đường này trở thành cái dòng suối đi cũ. Và để làm được nó thì họ phải tiêu tốn khoảng 900 triệu đô la, phá hoàn toàn cái con đường cao tốc này đi, đào lại cái con kênh này, bơm nước sạch vào, xây dựng nó trở thành công viên. Và bây giờ quả thực nó trở thành công viên rất đẹp, ở như là một điểm nhấn cho thành phố Seoul. Ông tổng thống này đã bị công kích rất nhiều vì cái sáng kiến này, nhưng mà cũng nhờ sáng kiến này mà ông ta nổi tiếng, và ông ta là cũng trở thành cái người mà đã đưa ra cái sáng kiến là tăng trưởng xanh của Hàn Quốc, đưa Hàn Quốc trở thành cái điển hình hàng đầu của thế giới về tăng trưởng xanh. Và Việt Nam ta hiện nay cũng học tập theo cái tăng trưởng xanh đó. Thế thì tăng trưởng xanh cũng được chính phủ Việt Nam gần đây khẳng định nó là một cái chiến lược quốc gia và phù hợp với lại điều kiện của Việt Nam. Chúng ta từ một cái nền kinh tế nông mà chúng ta phải khai thác nhiều tài nguyên, chúng ta phải tiết kiệm tài nguyên, chúng ta phải chuyển nó thành một cái nền kinh tế xanh. Và mô hình tăng trưởng xanh là một cái mô hình tăng trưởng phải nói là kiểu mới mà chúng ta hướng tới. Cái chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia của Việt Nam thì được đề ra là cho đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050, tức là phải trong một thời gian rất dài chúng ta mới sẽ đạt được cái mức độ là một nền kinh tế xanh. Nhưng mà đây là một định hướng mà chúng ta cần hướng tới. Và gần đây nhất thì cái chiến lược tăng trưởng xanh đó được cụ thể hóa cho các ngành, các địa phương trở thành kế hoạch hành động quốc gia. Mỗi ngành, mỗi địa phương thì đều phải tái cấu trúc lại những nền kinh tế của mình để suy nghĩ theo hướng xanh. Nó gồm ba cái vấn đề. Thứ nhất là phải xanh hóa lại sản xuất. Cái hệ thống sản xuất nó ô nhiễm môi trường, hệ thống sản xuất nó dựa trên công nghệ thấp kém, hệ thống sản xuất mà rất không hợp lý về mặt kinh tế thì cần phải được xanh hóa, phải giảm thiểu tiêu dùng năng lượng, phải giảm thiểu cái tiêu dùng nguyên liệu, phải tăng cường cái đổi mới công nghệ để nâng cao cái hiệu quả năng suất, vân vân. Cái mục tiêu thứ hai tức là phải xanh hóa lối sống và tiêu dùng. Cái sản xuất thì mới chỉ là một phần của nền kinh tế. Trong nền kinh tế chúng ta học thì đều có nói là một phía là cầu, một phía khác là cung. Về phía cung là chúng ta nói về chuyện sản xuất, nhưng về phía cầu, nếu như chúng ta không thay đổi cầu, chúng ta không thay đổi lối sống, lối tiêu dùng của người dân thì chúng ta cũng không thể nào có được cái xanh hóa sản xuất được. Cho nên muốn thay đổi toàn bộ nền kinh tế thì phải thay đổi cả cung lẫn cầu, tức là phải xây dựng được cái nếp sống xanh, phải nâng cao cái sự nhận thức của nhân dân về tiêu dùng. Ví dụ như bản thân các anh các chị ở đây, khi mà muốn mua một mặt hàng nào đó thì trước hết chúng ta phải nghĩ xem cái mặt hàng này nó phù hợp với sinh thái không, nó có tốt hay không, nó mặc là nó thì có phải là mát mẻ, có phải là sử dụng nhiều cốt tông hay không, hay là sử dụng cái máy thì dùng cái máy năng lượng đó thì tốt hơn, hay là sử dụng năng lượng tự nhiên thì tốt hơn, vân vân. Tức là toàn bộ cái hành vi tiêu dùng của con người phải được thay đổi, dựa trên cái thay đổi nhận thức về kinh tế xanh. Có như vậy thì chúng ta mới tạo nên một cái cầu đối với kinh tế xanh, và từ cái cầu đó thì mình thúc đẩy cái cầu cung, tức là cái sản xuất. Và dựa trên cái cung cầu thay đổi này thì chúng ta sẽ giảm được cái mức phát thải của khí ô nhiễm, gọi là ô nhiễm, và tạo nên cái gọi là xanh hóa cái toàn cầu đóng góp chung. Sở dĩ tôi có cái điểm này tức là cái phát thải khí nhà kính này là vì từ đây là cái phong trào chung của toàn thế giới, và tăng trưởng xanh thì thế giới người ta nhấn mạnh trước hết là để giảm thiểu cái khí nhà kính.
ở Việt Nam thì tăng trưởng xanh, chúng ta coi cái phát thải khí nhà kính như là hậu quả, như là cái kết quả tất nhiên, và cái trọng điểm của chúng ta phải làm sao để thúc đẩy được cái sản xuất sạch, đó mới chính là cái cơ bản, và đó chính là cái khác nhau giữa quan niệm về tăng trưởng xanh của Việt Nam với lại tăng trưởng xanh của thế giới hiện nay. Cho nên nhiều người phê phán rằng là thế giới người ta nói tăng trưởng xanh là người ta muốn giảm phát thải khí nhà kính, trong lúc chúng ta đang tiếp tục công nghiệp hóa thì chúng ta còn phải phát thải khí nhà kính nữa. Đương nhiên là chúng ta còn phải tăng cái khí nhà kính lên đấy, bởi vì tăng trưởng kinh tế nó vẫn còn tiếp tục là công nghiệp hóa, nhưng mà chúng ta sẽ giảm cường độ phát thải, tức là tính trên một đơn vị sản phẩm thì cái năng lượng giảm đi, phát thải khí nhà kính cũng giảm đi. Đó chính là cái mà chúng ta đóng góp được chung cho trong nền kinh tế thế giới. Tôi sẽ bỏ qua cái nói về ba cái tương lai. Cái hệ thống giải pháp để thực hiện kinh tế xanh thì nó sẽ phải cơ cấu lại cái ngành nghề, phải đổi mới công nghệ, và cái quan trọng nhất là thúc đẩy được cái sự thay đổi thể chế kinh tế thị trường, làm sao mà khuyến khích được kinh tế xanh, rồi thể chế của hành chính nhà nước làm sao mà thúc bức người ta, làm sao mà ép buộc người ta, và làm sao phải hướng dẫn được người ta có được cái lối sống, và có doanh nghiệp có được cái sản xuất sạch. Thì rất nhiều biện pháp đã được nêu lên để có thể chuyển đổi cái mô hình kinh tế. Thế nhưng mà phải nói rằng là cái thách thức để tái cấu trúc cũng như là thách thức về chuyển đổi mô hình kinh tế là rất lớn. Cái huy động cái nguồn lực để có thể thực hiện được cái sự chuyển đổi này trong cái bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hiện nay đang suy thoái, các cái nguồn đầu tư vốn thì đang cạnh tranh rất nhiều, là nó cũng ảnh hưởng tới Việt Nam. Thế rồi chúng ta muốn đổi mới công nghệ, muốn nâng cao năng suất thì chúng ta phải đòi hỏi phải có đầu tư, phải có công nghệ mới. Nhưng mà công nghệ mới thì Việt Nam không tự sản xuất ra được, hay nói đúng hơn là cái đội ngũ trí thức của Việt Nam nó yếu kém quá. Thế nhưng làm thế nào để có thể là có được những phát minh sáng chế theo cái mô hình mới thì nó cũng là một cái thách thức. Một mặt chúng ta phải tự ta lớn lên cái đội ngũ khoa học công nghệ của mình, phải tự sáng tạo, nhưng mà khác thì chúng ta cũng cần phải có chính sách, ví dụ như là mua các license, mua các cái bằng sáng chế phát minh, rồi nhà nước phải hỗ trợ các doanh nghiệp để đổi mới công nghệ. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể vượt qua được cái thách thức về mặt kiến thức, về mặt khoa công nghệ. Và cái thách thức rất lớn mà tôi cho rằng là thách thức cực có lẽ quan trọng nhất, đó là cái sức hình của cái cơ chế, của cái bộ máy hoạt động hiện nay. Chúng ta vẫn chạy theo những thành tích ảo, chúng ta vẫn chạy theo những cái lợi ích trước mắt, chúng ta vẫn chạy theo những cái gọi là lợi ích mà nó mang lại người ta tiền. Chứ còn cái suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về một cái bộ máy và một bộ mặt của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai nó như thế nào, hay nói đúng hơn là cái Việt Nam sẽ phải sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ nói, thì làm thế nào để có thể sánh vai được, thì có lẽ đó là chúng ta chưa có nhiều người nghĩ tới, hay là chúng ta nghĩ tới nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ tới bằng khẩu hiệu, bằng cái gọi là lãng mạn, nhưng bằng hành động thực tế như thế nào thì có lẽ ít rồi. Tôi cho rằng là để chuyển đổi nền kinh tế thì mỗi một người phải đóng góp vào, và bằng những cái rất cụ thể của mình, bằng cách mua hàng hợp lý, bằng cách công tác tốt trong cái lĩnh vực của mình, vân vân. Và phải nói rằng là những cái thách thức này thì trong đối với cả toàn nền kinh tế là cực lớn, nhưng với từng người cũng vậy thôi. Để chúng ta đóng góp vào quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình kinh tế thì phải vượt qua những cái cản trở về bản thân mình, về tư duy, về vật chất, về công nghệ, vân vân. Và trong cái vấn đề này thì các nhà kinh tế cũng đóng góp, phải nói phải là những cái người đóng góp cái phần quan trọng nhất. Cái nền kinh tế của Việt Nam trong cái thời đại mà tái cơ cấu, hay nói đúng hơn là thời đại cải cách lần thứ hai, cũng như chuyển đổi mô hình kinh tế, chúng ta đừng nghĩ rằng nó là cái nền kinh tế sòng gọi là phẳng đi, nó sẽ ổn định, nó sẽ rất là nhiều cái sáng sủa. Có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều cái thách thức, có thể chúng ta sẽ phải suy thoái rất nhiều, có thể chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều tăng thăng trầm, thậm chí là cái chuyện khủng hoảng, cái chuyện như là phá sản của các doanh nghiệp cũng không thể không nghĩ tới. Bởi vì cải cách tức là sự hy sinh, cải cách tức là sự đổ máu, tức là sự cắt cái này bổ cắt của thiên nhiên, mà không có người chịu đau, không có ai mà chịu thiệt hại cả,
thì chắc chắn đó không gọi là cải cách. Cho nên tôi hy vọng rằng là với tư cách là những nhà kinh tế trong tương lai, những người mà đóng góp vào trong cái chuyển đổi cái cơ cấu này, thì các em chính là những người mà sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Xin cảm ơn.